Ngân thì Ngân thấy nha, Ngân không có nói về sức khỏe, thật ra mình cũng không phải quá khỏe để mà hoàn thành được tốt hết tất cả những cái hành động. Nhưng mà nếu mà nói về ý chí thì Ngân nghĩ là Ngân ý chí rất là sắt đá đó. Tại vì á, có những ngày mà mình không còn một chút sức nào để mà mình đánh hết. Nhưng không hiểu tại sao lên phim trường á, tại vì cái năng lực nào mà khiến cho mình có thể đánh tiếp. Đó là cái mà Ngân nghĩ là mình vậy là em có máu bạo lực quyết liệt. Mình nghĩ thật ra nếu mà cái vai Hải Đường này không phải Thúy Ngân đóng thì hồi đó thì mình chưa tìm được ai đóng. Về cái mức độ mình nói về kỹ thuật á, thì mình cần phải tập luyện được nhiều hơn nữa để mà nó tốt. Nhưng mà về cái tinh thần đó là đó, mình vừa nói là nếu không phải Thúy Ngân thì không ai hợp. Không, tao xác nhận là đồ thiệt. Tại vì tao đứng tao coi cái hình x-quang rồi hình xinh sợ thiệt. Chị coi á, tại vì á, chị coi có cái mũi Ngân có thiệt không, cái càm Ngân có thiệt không. Thì lúc đó Ngân đang bị chấn thương đầu, là Ngân bất tỉnh, Ngân nằm trong phòng. Xong rồi chị đem cái tấm x-quang chỉ với một anh stylist. Chị nói là không có inox, không có sụng, giả. Dạ, là đồ thiệt rồi. Trời ơi, mình đang nằm ở trong đó bất tỉnh nhân sự. Tức ghê luôn. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VOON.